Sau 2 tháng thi công, hang đá Bethlehem của giáo xứ Văn Hạnh, thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành để đón du khách đến tham quan và hòa chung niềm vui đón Giáng sinh. Hang đá được xây dựng từ hàng ngàn cây tre và nhiều vật liệu khác. Ngoài việc bài trí công phu, điểm nhấn đặc biệt năm nay đó là hang đá còn được đầu tư lắp đặt hệ thống phun tuyết hiện đại, tạo khung cảnh lãng mạn. Có cái đặc sắc là có cái dòng phút tuyết. Cái dòng phút tuyết này thì được cái vấn đề là hưởng ứng và cũng thấy được cái rất đẹp. Nó phối hợp cùng với phối cảnh để tạo nên một cái không khí trang nghiêm, đẹp đẽ. Mỗi năm các giáo xứ đều thay đổi cách trang trí hang đá để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn. Bên cạnh việc đầu tư về quy mô, các hang đá còn được sáng tạo thêm các chi tiết, tiểu cảnh sống động, đèn LED với đủ sắc màu, cùng với hệ thống âm thanh sôi động để tạo ấn tượng với du khách. Cái đảo cỏ, rồi cả cái động vật, cả con động vật cho đến là cả cái hàng mục là như là cái dàn nhạc cho đến là gọi là robot, cho nên là khác hơn mọi năm. Thì em thấy hang đá mình ở Hồ Minh rất là sớm và sau khi em đi hang đá thì em cũng khá bất ngờ, thấy cũng rất là đẹp và hang đá cũng rất là lung linh. Thì em rất là thích không khí của Noel năm nay. Hang đá Bethlehem được xem là biểu tượng không thể thiếu trong mỗi mùa Giáng sinh. Đây không chỉ mang ý nghĩa khắc họa về nơi Chúa Giê-xu sinh ra, mà còn mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng giáo dân và là điểm tham quan check-in lý tưởng cho người dân. Là hàng năm giáo xứ để làm được nên hang đá đó là bao nhiêu công sức của bà con giáo dân, muốn thể hiện rằng là muốn nhắc nhở mọi người là ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ của tình yêu, ngày lễ gắn kết của mọi người lại với nhau, tức là chúng ta hãy tặng quà cho nhau, đặc biệt là nhớ đến người nghèo, những người cô đơn, những người bệnh tật. Và đó cũng là nhờ nhắn gửi của ngôi hai xuống thế là người mà nhắn gửi nhân loại của chúng ta, muốn làm lớn thì phải làm người nhỏ nhất để phục vụ mọi người. Nhờ những công trình hang đá Bethlehem hoành tráng này đã làm không khí Giáng sinh thêm rộn ràng, tươi vui, giúp cho bà con giáo dân cũng như cộng đồng dân cư nói chung đều có thể hòa chung niềm vui ngày lễ Giáng sinh.